em mua bảo hiểm xe với lại là em mua cái tay thắng mới á. Mua về ha. Mua về thôi. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của mình. Giờ mình là Ngọc Phước đây, tỉnh Tên. Ôi, nắng quá các bạn, dạo gần đây gọi là sao ta, thời tiết của các tỉnh miền Đông Nam Bộ các bạn, Bình Dương, Bình Phước, Sài Gòn, nắng nóng, Đồng Nai nữa các bạn, nắng nóng kinh khủng. Nắng đó rồi mưa đó các bạn. Hiện tại thì mình đang đi từ Bình Dương chạy về Đồng Nai các bạn. Mà nãy thì mình thấy trên group nhóm công ty mình bảo chiều nay đáp anh mà dời rồi, tại vì trời mưa. Trên Đồng Nai đang mưa to, trên Biên Hòa đang mưa to các bạn. Nên là đang không biết là mưa thế nào, mà đây mình đang đi về thì nắng chang chang này, nắng cháy da cháy thịt. Mình chưa mua bao tay nữa các bạn, bao tay mình bị mất rồi nên là chưa mua lại nữa nè. Cái bao tay mình ăn mất riết à, năm mất mấy đôi. Giờ chắc bữa nào phải đi mua lại đôi bao tay khác, cái giờ cứ đi như thế này cháy hết tay các bạn. Giữ đúng lời hứa của video hôm bữa, mình có nói với các bạn là chắc là chiều hoặc là ngày mai gì đó mình sẽ đi mua bảo hiểm xe đúng không các bạn? Thì ok, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi mua bảo hiểm xe. Và mua ở đâu? Thì cũng như video trước mình đã nói các bạn rồi, thì là mình mua trong Hit ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô Hit mình hỏi xem có bảo hiểm xe không, mình sẽ mua ha các bạn. Ok, và tiền thẻ thì mua luôn cái tay thắng mới các bạn. Chứ giờ cái tay thắng của mình nó vậy nè, nó cà quẹo thế này nè. Nó gãy mấy cái cục ở đầu rồi, nhiều khi bóp nó bị lòi ngón út ra các bạn. Cảm giác bóp nó không được sướng. Nên là mình sẽ thay luôn cái tay thắng mới. Giá cho nữa mình sẽ mua xong mình báo giá cho các bạn sau nhé. Còn hiện tại bây giờ thì mình để tìm, mình tìm cái Hit mình mua cái đã. Nãy thì mình nhớ đâu đó cái Hit gần trên cái đường này hay sao á. Tại vì đây đang ở là Bình Dương hay sao các bạn, mình cũng không rành lắm. Nên là mình cũng không rành về các Hit ở đây, thì mình thấy cái Hit nào thì mình mua thôi ha. Chưa, có cái ngã tư ở trên nó có cái Hit to lắm các bạn. Hôm bữa mình có mua cái lồng đèn ốc nhớt ở cái Hit đó đó cũng được. Dạo gần đây nắng nóng kinh khủng đó các bạn. Nhiều khi nắng nóng đến mức oi bức luôn á. Khó chịu thật sự. Không biết là các khu vực của các bạn như thế nào, miền Trung, miền Bắc như thế nào ha. Chứ ở miền Nam mình đó các bạn, trời đang nắng vậy đúng không? Chỉ cần nửa tiếng sau thôi trời có thể kéo mây và mưa liền ngay lập tức. Và tầm một tiếng sau thôi là ngập lụt có thể xảy ra các bạn. Nên là không có điều gì là có thể nói trước được với cái thời tiết này cả. Ở miền Nam là vậy các bạn. Nên là nhiều khi các bạn đi ra đường các bạn thấy bầu trời rất là nắng, các bạn chủ quan mà không cầm áo mưa. Nhưng mà có thể là nửa tiếng sau các bạn sẽ phải dính một cơn mưa to đùng, ướt tầm tã luôn các bạn, có khi phải lội nước luôn, bơi xuồng đi về nhà luôn đó. Nên là với cái thời tiết như thế này thì các bạn ra đường nhớ mang theo áo mưa nhé. Áo mưa bộ cũng được hoặc là áo mưa bình thường cũng được ha. Nhưng mà mình thì mình đây, mình vẫn mang theo một bộ áo mưa bình thường thôi các bạn đó. Nên là lúc nào trong xe mình, trên xe mình cũng sẽ có áo mưa. Để sẵn, để gặp mưa là mình sẽ dừng lại, mình mang áo mưa ngay lập tức, đỡ phải ướt các bạn. Nè, mới nói chuyện với các bạn một chút xíu mà giờ trời nó râm rồi nè. Chào nữa đi thêm một khúc nữa là trời bắt đầu chuyển mưa luôn. Rồi xong đi về đến nhà là trời ngập lụt luôn. Lúc đó mình lại có cái vlog là mình quay chỉ cho các bạn cách bơi xuồng bằng Winx. Nhưng mà khả năng cao là sẽ không quay được. Tại vì sao mà biết không? Con GoPro của mình hiện tại mình đang gắn cái mic. Nên là đã gắn mic thì GoPro sẽ mất chống nước các bạn. Mình đã tháo cái nắp chống nước rồi. Nên là giờ mà quay mưa thì chỉ có nước là sao nhỉ? Là ướt nhẹp á các bạn. Ướt nhẹp và hương GoPro á. Đây mình tới cái Hit rồi nè. Mình sẽ vô mình hỏi. Đây có một cái Yamaha và kế bên là một cái Hit luôn các bạn. Tấp vô. Đó, đây có cái Hit này các bạn thấy không? Hòa Bình Minh nè. Ôi sao nước dữ thế. Nóng quá, họ mới xịt nước nè các bạn. Em mua bảo hiểm xe với lại là em mua cái tay thắng mới á. Mua về ha. Mua về thôi. Bảo hiểm mua đây luôn ha anh. Dạ. Để vô đó mua tay thắng. Dạ. Dạ Phước ạ. À. Dạ Nguyễn Song Ngọc Phước. Ngọc Phước. Dạ 037 765. Đưa rồi theo em đi. Dạ. Cà vẹt thôi đúng không anh? Dạ.
Vậy em đứng đây đợi đúng không? Dạ rồi. Chìa khóa anh. Dạ, dạ thôi để em tự thay luôn, tự thay cho quen tay. Cái này cũng dễ mà. À nó có cái tay lại màu trắng đó không ta hay là màu đen ta? Mình còn hàng lại màu trắng đó không? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ alo. Dạ bao nhiêu ạ? 86.000 đó. Dạ. Với lại em đợi cái tay thắng ra em thanh toán một lần luôn. Còn mua một cái tay thắng nữa. Dạ chưa, em về tự gắn á, mua thôi. Mình về tự gắn hả? Dạ. Lấy tay thắng lẻ cho tại giờ chết rồi còn đứng đó nhiều chuyện nữa. Nhiều chuyện gì ta đang báo giá chứ ra bên ngoài được kìa. Báo gì cái này ta mua trước. Ủa cái này không có màu trắng hả ta? Trắng hết hàng không, màu trắng không có đâu, qua mưa màu đen không à. Dạ rồi ok. Bên ngoài kia không có hàng nha. Mày lấy luôn đâu. Dạ lấy luôn đi. Năm 7 với 86. 203. Dạ rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, tay thắng đây các bạn. Và đây là cái bảo hiểm xe. Đây, bảo hiểm bắt buộc là 66.000 và bảo hiểm người ngồi sau là 20.000 đó nha các bạn. Đầy đủ. Không biết các bạn có thấy được không, nhưng mà cái góc cam mình chắc là hơi thấp. Rồi, hên quá, đèn xanh luôn, qua đường, qua đường. Qua đường đi gì à? Rồi đó các bạn, mình đã mua được cái bảo hiểm xe máy và cái tay thắng. Thì bao nhiêu nhỉ? 143.000, cái bảo hiểm 86.000, còn lại là cái tiền tay thắng các bạn. Thì nói chung là cũng rất là rẻ thôi, cái tay thắng cũng rất là rẻ và cái bảo hiểm thì nó cũng không bao nhiêu tiền hết các bạn. Các bạn mua bảo hiểm cho cả người ngồi trước và người ngồi sau á thì chỉ có 86.000 thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn bị công an bắt á thì hồi nãy mình có tra thử Google thì cái mức đóng phạt là từ 100 đến 200.000 đồng trên một lần nha các bạn. Nên là thôi ok, cứ coi như là mình bỏ đi mất một lần đổ xăng để mua một cái bảo hiểm trong vòng một năm trời ha, để tránh bị công an bắt nha. Thì đó chắc là cái video mình rất là ngắn thôi, nói về vấn đề là mình đi mua bảo hiểm và mình mua cái tay thắng xe. Thì chắc là video mình cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Nó là một cái video rất là ngắn, nói về cái vấn đề mình đi mua đồ vậy thôi các bạn. Dạo này thì trời nắng quá anh là thôi chắc là mình sẽ tìm đường mình chạy về thiệt là nhanh, chạy tốc độ thiệt nhanh nên sẽ không quay video cho bạn xem nữa nha. Rồi, nếu như bạn thấy hay cho mình một like video này, nhấn đăng ký kênh bên dưới thì dạo có Moto Vlog tiếp theo của mình nha. Mình có bán nhớt cho tất cả các dòng xe, số xe ga, xe con tay, nên các bạn muốn mua nhớt thì cứ việc inbox mình để mình tư vấn và ship nhớt cho các bạn nha. Rồi, tạm biệt các bạn, bye bye.